Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1950 Canh Dần. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Về phương diện tài lộc, tuổi Canh Dần chi nhiều hơn là thu, các khoản thu nhập sụt giảm dễ gặp phải khủng hoảng tài chính. Trong năm Canh Tý nên tìm cách giữ tiền là hơn. Đừng tùy tiện thay đổi công việc, hành sự, cũng nên thận trọng. Từ xưa tới nay, ông cha ta vẫn sử dụng thái tuế phù làm bùa may mắn luôn mang bên mình. Và ngày hôm nay, để tri ân những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn, chúng tôi xin tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được thái tuế phù nhé! Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Tùng Bách Mộc, có ngày sinh từ 17 tháng 2 năm 1950 đến ngày 15 tháng 2 năm 1951. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Tử vi năm 2020 của tuổi Canh Dần, con giáp này trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý thủy có chính ấn trở mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Còn xét về tài lộc của tuổi Nhâm Dần năm 2020, vận trình tài lộc tuổi Nhâm Dần, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá là tốt. Còn xét về sức khỏe của tuổi Dần năm Canh Tý 2020 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm thái tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể sẽ tác động một phần, mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Để sức khỏe của bạn được ổn định hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925, mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, đem lại sức khỏe, bình an và may mắn. Bạch hổ và tang môn hung tinh đại diện cho tai họa tang tóc, họa huyết quang, họa lửa, họa nước. Mệnh chủ nên tránh tranh chấp xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Dần hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Về phương diện cuộc sống, đối với cuộc sống gia đình của quý bà trong năm nay không được tốt, gia đình lục đục bất hòa, nguyên nhân là do tiểu nhân hãm hại, lời qua tiếng lại, không kiềm chế được bản thân dẫn đến những khẩu ngữ gây đau thương cho người khác. Chính vì thế, người nữ mệnh này cần phải cẩn thận, chỉn chu hơn trong lời ăn tiếng nói hàng ngày để tránh được những xung đột không mong muốn. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, sức khỏe trong năm, quý bà chú ý cẩn thận, bệnh về máu huyết lưu thông không được tốt, cũng hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Tuổi Canh Dần, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Canh Dần năm 2020, tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, tháng đầu tiên năm Canh Tý là khoảng thời gian mà vận trình của tuổi Canh Dần khá là ổn định, về tổng thể thì đạt được mức tăng tiến nhất định. Đầu năm, quý ông nên chú ý cẩn thận sức khỏe và đi lại cẩn thận. Tử vi tháng 2 âm lịch, tử vi tháng 2 âm của tuổi Canh Dần sinh năm 1950 báo động về sự sụt giảm trong vận trình sức khỏe, cẩn trọng, không nên coi thường sức khỏe của mình, nhưng bù lại có tin vui về công việc làm ăn của con cháu trong gia đình. Tử vi tháng 3 âm lịch, theo dõi vận trình tháng 3 âm lịch, người cầm tinh con hổ đang phải đối mặt với sự sụt giảm từ từ trong tài vận của mình,
sức khỏe thì bình bình, không tốt mà cũng chẳng xấu. Dù là vận chính tài hay là thứ tài thì tuổi Canh Dần cũng không gặp may, chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho thu chẳng đủ bù chi. Về phiên diện sức khỏe, bản mệnh cần lưu ý thêm về cân bằng tâm lý, đừng để áp lực công việc khiến cho mình mất cân bằng cảm xúc. Tiền bạc và công việc tuy quan trọng, nhưng bản thân cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch thì tuổi Canh Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi không cánh mà bay. Về công việc, bản mệnh cần phải lưu ý khi xử lý các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay là trợ lý kế toán. Tài vận của người tuổi Dần trong tháng 4 này không ổn, bản mệnh cần phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ việc nào. Tài vận của tuổi Dần trong tháng 4 này không ổn, bản mệnh cần phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ đâu. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tiến sang tháng 5 âm lịch thì người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực, sức khỏe trong tháng cũng khá là tốt. Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Dần ít phải chịu sự dày vò của bệnh tật. Tuy nhiên thì mệnh chủ cũng cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn ham uống mà gây hại về sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch này sự nghiệp của tuổi Canh Dần khá là ảm đạm so với tháng trước vì có phần sa sút. Tử vi tháng 7. Tháng cô hồn năm 2020 không mang tới quá nhiều tin xấu cho tuổi Canh Dần, mà ngược lại con giáp này còn có được đường tài lộc, tuy là không lớn nhưng cũng có chút dư giả. Tử vi tháng 8 âm lịch, vận trình tình cảm tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút. Vận trình tình cảm tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của người tuổi Canh Dần trong tháng 8 âm này có phần kém hơn do thời tiết thay đổi. Thời điểm này thì bản mệnh có việc ra ngoài, tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tiến vào tháng 9 âm thì tuổi Canh Dần không có nhiều chuyển biến trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, con giáp này cần phải sửa thói tự cao tự đại của mình, học cách khiêm nhường cầu tiến, biết cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác, nhất là khi có người góp ý. Công việc thì có phần phát triển nhưng cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Khuyên người mệnh nhâm thân nên thỉnh vòng tam hợp để chiêu quý nhân. Khuyên anh chị nên thỉnh vòng tam hợp để chiêu quý nhân mang lại tài lộc cho mình. Tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020, vận trình tài lộc của tuổi Canh Dần thăng hoa rực rỡ, tài lộc cực vượng, trước giờ không có gì so sánh nổi. Sức khỏe của bản mệnh cũng đạt ở mức lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm này, tuổi Canh Dần gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, bản mệnh dễ có được nguồn thu bất ngờ, nhất là những người có thói quen mua xổ số cầu may thì khả năng trúng số, trúng thưởng là rất cao. Tuy nhiên, của thiên trả địa, không giữ được lâu. Vì vậy nên gia tăng đi chùa chiền, ăn chay để kéo thần tài lộc về nhà. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, song cần chú ý sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Canh Dần tháng 11 âm này khá là tốt, bản mệnh được quý nhân giúp nên sức khỏe không đáng lo ngại. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tuổi Dần có vận trình tổng thể khá là ổn định, nhất là sự nghiệp và tài lộc có tốc độ tăng tiến cực nhanh. Về tài vận, trong tháng chạp này, tuổi Dần được thần tài ở bên che chở nên may mắn ngập tràn, dù có đi đường thôi thì cũng có thể nhặt được tiền rơi. Người làm kinh doanh thì càng có cơ hội hốt vàng hốt bạc, lợi nhuận tăng vọt, tiền bạc trong tay cũng tăng lên nhiều không kể xiết. Tử vi 2020 tuổi Canh Dần cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến tốt, tài lộc thì cũng vượng. Tuy nhiên tình duyên thì bất thuận, dễ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra thì trong năm sức khỏe tốt nhưng cũng có điểm báo về tai họa bất ngờ, cần phải thận trọng giữ mình. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc bát bảo tâm kinh để bình an, hạn chế tà khí. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm Canh Tý này, người tuổi Canh Dần nên lưu ý đến phương vị chính bắc trong nhà. Ở vị trí này thì nếu để đồ đạc lộn xộn thì dễ gây rối loạn các trường khí, dẫn đến những tranh cãi, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà.
Ngoài ra thì trong năm nay, nếu đặt bàn ăn hay là sofa ở góc Tây Nam trong nhà thì cũng nên di chuyển sang vị trí khác, bởi điều này có thể kích hoạt thêm những trường khí xấu khiến cho quan hệ tình cảm gia đình dễ bị rạn nứt. Tại phương vị Tây Bắc thì cần phải giữ cho mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ để không khí được lưu thông. Đây là đại tài vị năm 2020. Nếu làm không đúng thì tiền kiếm về tay rồi cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Từ đầu năm thì có thể đi chủ động đi khám sức khỏe để biết được bệnh tình của mình, từ đó sớm có biện pháp chữa trị. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Canh Dần Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.